xin giới thiệu với mày, đây là em tao. Kimochi. Adu, em mày giọng dễ thương vãi bằng. Đương nhiên rồi, nhìn em mày tao sắp bắn tùm lum rồi. Mày mới nói gì? Tao có nói gì đâu. Tao mới nghe mày nói cái gì mà bắn. Chắc mày bị ảo tưởng đấy chứ tao nói gì đâu. Thôi tao đi làm đấy. Ok, mày đi. Hi hi boy.